trưởng Thanh Thủy. Tôi cái này trưởng Thanh Thủy thì chắc chừng chúng tôi đã phát hiện ra rồi, người đó có tên là Trinh Tê. Thanh Thủy hả? Thank you.
ba phút. Xin chân thành cảm ơn cô nhiều. Và bây giờ tiếp nối chương trình là sự phối hợp của học trò và thầy cô giáo. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho kích động cải lương sẽ tiếp nối chương trình. Thầy luôn bắt đầu trước khi ba cải lương mà đậu chặt cái đầu em. Mấy con rồi nha. Dạ chào thầy.